Cô gái chuyên cắt mặt thành nhiều khúc khiến ai nhìn vào cũng hoảng sợ. Nếu bạn cho rằng trang điểm chỉ để làm đẹp thì có lẽ bạn phải suy nghĩ lại sau khi xem những tác phẩm của cô gái này. Trong cuộc sống hiện đại, trang điểm không còn là một khái niệm xa lạ, ngược lại là hết sức phổ biến. Tuy nhiên, từ khi xuất hiện đến nay, người ta mới chỉ xét đến trang điểm ở mức độ làm đẹp, chứ chưa nhìn nhận nó trên một góc độ nào khác. Chỉ một số người mới có thể đủ tinh tế và sự kiên nhẫn mới có thể thấy được tiềm năng to lớn của nó, và cô Mimi Choi là một trong số ít đó. Sinh ra và lớn lên ở Vancouver, Canada, cô gái 31 tuổi này hiện nay được đánh giá là một nghệ sĩ trang điểm chuyên nghiệp có kỹ năng cao. Chỉ với những dụng cụ hóa trang cơ bản, cùng với việc sử dụng kết hợp với kỹ thuật tạo ánh sáng, Choi đã tạo ra những tác phẩm nghệ thuật vô cùng độc đáo, tinh tế và có tính ảo giác cao. Mỗi sáng tác của Choi xuất hiện trên các trang mạng xã hội đều nhận được sự ủng hộ và yêu thích rất lớn. Hiện tại, công việc tuyệt vời này đã giúp Choi có được 275.000 lượt theo dõi trên Instagram. Theo chia sẻ của Choi, trước khi khám phá ra khả năng trang điểm của mình cùng với sự cuốn hút của tính nghệ thuật trong trang điểm, Choi là một giáo viên và đã có 3 năm làm giáo viên mầm non. Tôi rất yêu thích công việc chăm sóc cho những đứa trẻ vô cùng đáng yêu. Thế nhưng công việc này không khiến tôi tìm được niềm vui và hạnh phúc thực sự. Tôi luôn cảm thấy trong bản thân mình có một mong muốn sáng tạo và khả năng sáng tạo lớn, nhưng công việc ở trường mầm non như đang kìm hãm và chèn ép sự sáng tạo ấy trong tôi. Vì thế, tôi đã quyết định thôi việc để theo đuổi sở thích và niềm đam mê thực sự của mình, Choi cho biết. Sau khi rời khỏi trường, tôi đã bắt đầu thử nghiệm và tập tành trang điểm, tự mình làm theo sự sáng tạo của mình tại nhà. Để bắt đầu, tôi nhận trang điểm nghệ thuật và trang điểm thuê cho những đám cưới. May mắn là mọi người rất thích cách tôi làm việc và những gì mà tôi làm được, mặc dù trước đó tôi chưa từng làm bất cứ công việc nào tương tự, Choi nói thêm. Sau đó, Choi có tham gia một khóa đào tạo ở một trường đại học nghệ thuật địa phương. Choi nói rằng những kiến thức trong khóa học đã giúp cô nâng cao hơn khả năng của mình. Tuy nhiên, ngã rẽ trong sự nghiệp của Choi đã đến trong một dịp Halloween. Tôi muốn ngày 31 tây tháng 10 của mình phải có một thứ gì đó thật đặc biệt. Vì vậy, tôi đã tìm kiếm rất nhiều trên Internet để ra ý tưởng cho mình. Tình cờ, tôi đã thấy một số bức ảnh của một người phụ nữ trên Instagram. Khuôn mặt của cô ấy được trang điểm nhằm tạo ảo giác về những vết nứt. Điều này đã thực sự lôi cuốn tôi và thôi thúc tôi bắt tay vào thực hiện. Và đó cũng là phong cách trang điểm mà Choi đã chọn để định hình và tạo hướng đi cho con đường nghệ thuật của mình. Bị vợ bỏ, người đàn ông tìm lại hạnh phúc nhờ sống với 7 con búp bê. Hằng ngày, ông Lee đều chải tóc và thay đồ cho búp bê, thậm chí còn đưa chúng đi du lịch. Ông chỉ xem con búp bê như người nhà và hằng ngày chăm sóc chúng. 16 năm trước, Lee Chen, 59 tuổi, sống tại Huệ Thủy, Quý Châu, Trung Quốc bị vợ bỏ rơi và còn để lại đứa con trai nhỏ chỉ mới 5 tuổi. Thất bại trong chuyện tình cảm, Lee Chen chỉ sống vậy và nuôi con. Mãi đến năm 2014, khi cậu con trai Giang Giang phải đi học nội trú và không thường xuyên về nhà. Cảm thấy cô đơn, ông Lee đã quyết định mua búp bê người lớn về để bầu bạn.
3 năm trôi qua, hiện tại ông Lee đã có đến 7 con búp bê người lớn, trong đó có 5 con là do ông tự mua và 2 con còn lại do hai người bạn vì cưới vợ và ra nước ngoài sinh sống nên đã tặng lại cho ông Lee chăm sóc. Dù hàng ngày sống cùng nhiều búp bê người lớn, nhưng ông Lee cho biết ông không hề có ý nghĩ giải tỏa nhu cầu với chúng mà chỉ xem những con búp bê như người nhà, hàng ngày chăm sóc chúng. Theo ông Lee, sở dĩ ông mua nhiều con búp bê như vậy là muốn tạo thành một gia đình sum vầy đầm ấm. Ông còn cho biết, với ông, những con búp bê đáng tin cậy hơn con người. Ông Lee chăm sóc những con búp bê này vô cùng tốt. Hằng ngày, ông đều chải tóc và thay đồ cho búp bê. Ông thậm chí còn đưa chúng đi du lịch và quay video ghi lại những kỷ niệm đáng nhớ của chúng. Những con búp bê này vô cùng xinh đẹp. Đó là sự kết hợp nét đẹp của nhiều phụ nữ khác nhau và tôi chỉ đơn giản là thưởng thức vẻ đẹp ấy. Chúng tôi trân trọng những con búp bê vì họ là một phần của gia đình chúng tôi bây giờ, ông Lee cho biết. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 18 của con trai Giang Giang vào tháng trước, ông Lee đã mua một con búp bê người lớn tặng cho con trai mình. Tuy nhiên cũng giống như cha mình, Giang cho biết chị xem những con búp bê như chị em tốt. Thậm chí, Giang Giang còn đang ôm ấp ý tưởng thành lập một doanh nghiệp bán quần áo cho búp bê người lớn. Ông Lee rất yêu mến những cô búp bê của mình, thậm chí còn quay MV ca nhạc cho những con búp bê rồi đăng lên mạng và tổ chức những bữa tiệc ngoài trời cho chúng.